Nhắc đến Tây Ban Nha là nghĩ ngay tới những cuộc đấu bỏ tót vốn trở thành một hình ảnh văn hóa đặc trưng và nổi tiếng của quốc gia này. Thế nhưng ở hiện tại thì các cuộc đấu bỏ tót đang gây ra nhiều tranh cãi giữa một bên là ủng hộ văn hóa truyền thống và một bên là ủng hộ cuộc sống văn minh, phản đối sự bạo lực của việc này. Những tiếng hò reo thích thú, người đấu sĩ trong các trang phục rực rỡ cùng với chiếc khăn trên tay. Đây là truyền thống, là văn hóa của Tây Ban Nha. Thế nhưng trong con mắt của nhiều người, đây là một hoạt động bạo lực và quá dã man. Từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, những con bò sẽ đâm nhiều lần, bị chảy máu, kiệt sức rồi bị giết và đem đi xẻ thịt. Với những người phản đối đấu bò, việc này có vẻ không phù hợp với cuộc sống hiện đại. Chúng tôi có sự ủng hộ của phần lớn xã hội. Theo Bộ Văn hóa, chỉ có 9% người Tây Ban Nha ủng hộ đấu bò. Điều quan trọng không phải là nó hợp pháp hay không, mà là người dân không còn ủng hộ việc đấu bò nữa. Tuy nhiên, những người ủng hộ việc bảo tồn truyền thống lâu đời cũng có lý lẽ của riêng mình. Tôi nghĩ những người không thích đấu bò tót thì tốt nhất đừng nên đến. Họ cần tôn trọng người khác để mọi người được thưởng thức cái mà họ muốn. Nếu người dân quyết định rằng đấu bò là một phần văn hóa và họ muốn xem đấu bò thì không thể cấm hoạt động này được. Vì thế chúng tôi sẽ quyết bảo vệ truyền thống này trên toàn Tây Ban Nha. Vào năm ngoái, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã cấm việc đấu bò ở xứ Catalonia sau khi hàng ngàn người tuần hành ở thủ đô Madrid để kêu gọi việc này. Vào tháng 7 vừa rồi, chính quyền đảo Balearic cũng đã bỏ phiếu cấm sử dụng các vật dụng sắc nhọn trong đấu bò, một việc khiến các cuộc đấu bò trở nên mất ý nghĩa của mình. Không chỉ có vậy, luật còn quy định các cuộc đấu chỉ được phép kéo dài dưới 10 phút.